thử với em nha. Biến vô khác đi. Ôi chơi với em đi. Một mình em thì sao chơi được. Đó là không có chơi. Ôi chơi đi. Biến vô khác. Không chơi thì thôi, cái đồ đáng ghét. Nhanh về. Chị xin lỗi. Nè Nguyên. Hả? Cô thấy em có thằng đứa em gái à, mà sao không bao giờ thấy em chơi nó hết trơn vậy? Ôi. Sao vô tâm quá vậy? Không chơi với nó là đường an toàn á. Chị, nó nguy hiểm lắm. Nói vậy mà nghe được. Lúc nào cô cũng thấy làm chi á, chơi thui thủi của con mình à. Nhìn đáng thương gì đâu luôn á. Gì? Đáng thương hả? Ừ thì đáng thương thiệt mà. Vậy hôm nào cô thử chơi với nó đi, rồi sẽ biết nó đáng thương cỡ nào. Cô tưởng là em chỉ đối xử vậy với cô thôi chứ ai nhà với người nhà mà em cũng vậy nữa. Thôi thôi, học đi học đi. 10 1 2 3 4 5. Em nhớ ông bài đầy đủ đó nghe chưa. Cái màu xanh. 12 1 3 4 5 6. Em chơi có mình nè hả? Chị chơi chung với em được không? Miễn đừng chôn là được. Game tới luôn rồi. 1 2 3 4 5 6. Game ơi, em thắng em về nước hết trơn rồi. Giỏi quá, chúc mừng em nha. Yeah. Hay quá vậy ta. Chị ơi, chơi giờ này chán quá. Hay là chị vô phòng đi chơi đi. Chơi chờ búp bê nha. À. Chị ơi, chị thấy hai con búp bê này đẹp không? À đẹp. Mà em mới gọi chị là chị hả? Dạ đúng rồi. Chứ em gọi chị bằng gì? Tại vì bình thường em cứ nói chuyện trống không với chị không à. Với lại còn hay gọi chị là đồ đáng ghét nữa. Hồi trước là vậy nhưng bây giờ khác rồi. Vậy hả? À chị ơi, chị làm bạn nha. Ừ, được mà. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn. Ừ, là bạn. Vì chị là bạn nên em sẽ cho chị coi cái này. Đây là thứ mà không phải ai muốn biết là biết được đâu nha. Cái gì coi vậy? Chị mở ra coi hả? Răng của em mới nhổ năm ngoái á. Giờ em mọc răng mới rồi. Vậy hả? Chị thấy sao? Thấy sao là làm sao? Có nghĩa nó có đẹp không? Đẹp. Em biết ngay chị sẽ nói gì mà. Má ơi. Má ơi. Trời ơi. Ghê quá à. Cái gì vậy mà ghê? Ê tụi coi coi tụi coi coi. Ôi. Trời ơi. Chị nhìn nè, cuối cùng chiếc táo bón suốt một tuần này của em cũng đã hết. Trời, vui quá. Tiện nó gửi cho em cái này vậy? Thì nó kêu em kết bạn với nó đó. Xong rồi nó đưa em vô chế độ thân thiết hay sao á. Rồi còn cho em coi mấy cái kỳ cục lắm. Cái gì mà em phải sao nó mới gửi em vậy? Nó còn khoe cho em răng của nó nhỏ xong rồi nữa kìa. Trời ơi, cái răng nhỏ hả? Ừ. Để chi vậy? Biết luôn. Không dám ăn luôn á. Chị ơi, chị Mai ơi. Con chó nằm xuống. Nằm yên đó nha chưa. Tới rồi biết tay tao. Ủa, hay là cô bé đầm hồng? Chà. Anh là ai vậy? À, anh hello em đó. Em đi đâu kiếm ai đây? Em kiếm chị My. My hả? Ờ, chị My ở trên lầu á. Mà công nhận nhìn em dễ thương thiệt ha. Tính lợi dụng tôi hả, đồ biến thái. Ủa, cái gì bồ màu quá vậy? Ơ, chị My. Ủa, làm chi? Nhà tuy không lớn bằng nhà em nhưng nhìn chung cũng được hết chứ. Nhưng mà sao tự nhiên em qua nhà chị vậy? Mà có chuyện gì hả? Dạ đâu có chuyện gì đâu chị. Tại vì mua bánh ở gần đây nè. Sẵn tiền em ghé vô. Em muốn mang bánh tới đây để cho hai chị mình vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng mà tí nữa chị qua nhà em dạy học thì hai chị em mình cũng gặp nhau rồi mà. Ai đang? Ở đâu có chuyện người ta mua sẵn cho anh ăn vậy? Sao dữ vậy? Công nhận giọng của em khỏe thiệt luôn á. Giọng của em hả chị? Ờ.
À, cũng đúng ha. Qua. Em có thể hát lớn hơn được nữa, chị muốn nghe không? À, không. Chị thấy vậy là quá lớn luôn rồi. Đủ luôn rồi đó. Thôi không sao đâu, chị đừng ngại. Vì chị là bạn thân nên em sẽ cho chị nghe. Qua. Chào hai đứa. Chị ngồi đi chị. Chào chị. Cảm ơn em. Em lấy nước cho chị nha. Ừ. Ồ, ăn mì hả? Dạ. Nếu chị không ngại á, chị có thể ăn chung với em cũng được. Chị không thấy ngại là gì đâu, mà chẳng chút xíu thôi. Ăn một tô luôn đi chị. Cảm ơn em. Chị ơi, chị uống nước đi chị. Cảm ơn em. Sao hai người đi chung vậy? Hồi nãy em qua nhà chị mi chơi. Ủa, hai người thân với nhau từ lúc nào vậy? Thân hồi nào anh hỏi chi, đừng như ruột. Dạ, đút em miếng nha. À. Ngon. Dạ, rất ngon. Chị ơi. Hả? Thôi chị dạy xong chị qua phòng em chơi nha. Ừ. Ok, okay. Bye bye chị. Bye bye em. Nè, cái đó là chuyện của tao mà. Mình xin lỗi. Tại mình thấy nó ở dưới đất. Không có nên... tại gì hết trơn á. Mày chết với tao. Mày xin lỗi mày. Mày xin lỗi. Ờ, tao giận mày biết bao nhiêu lần rồi. Nè, đánh hết tao nữa hả? Nè, đừng có nét tóc mình nữa mà. Mày dám hả? Tụi tao mày chết nè. Đang sợ lắc mà chị. Nếu chị không ngại có thể ăn hết gì hết cũng được. Thôi, em biết tính chị mà. Chăn miếng thôi. Chị ăn đi. Em không ăn hả? Dạ thôi chị ơi. Sao vậy? Em không có thích xoài lát. Mà sao không thích, chị thấy ngon mà, ăn đi. Dạ thôi em ăn đâu chị. Sao vậy? Ngon mà. Tại vì á, em có một kỷ niệm không vui về món xoài lát này. Cũng vì chuyện này á, em định nói cho chị một chuyện. Chuyện gì? Thật sự á, em không muốn nhiều chuyện đâu. Nhưng mà em thấy chị đáng thương quá, em phải kể chuyện cho chị nghe thôi. Chuyện gì? Em nghĩ á, là chị không nên gần gũi với Lâm Chi nữa. Sao vậy? Như vậy sẽ tốt cho chị hơn. Tại sao? Trời ơi, chị biết không? Chị á, đang thân thiết với Lâm Chi lắm đúng không? Mà em thấy như vậy á, có nghĩa là chị đang leo lên lưng cọp đó. Lưng cọp hả? Phải. Chị đừng có thấy á, Lâm Chi tội nghiệp, không có ai chơi, còn chị chơi với nó. Thiệt sự á, Lâm Chi là một cô bé cực kỳ nguy hiểm luôn đó chị. Nguy hiểm hả? Dạ. Chắc chị không biết con bé Lâm Chi. Nó chia loại người trên thế gian thành hai loại người hả? Nếu không phải là bạn thì sẽ là kẻ thù, sẽ là đồ đáng ghét, chứ không có chuyện nhập nhằng ở chính giữa đâu chị. Mà chị à, chị với Lâm Chi á, thân thiết, đối xử tốt với nhau như vậy, chỉ cần á, chị mắc một sai sót nhỏ xíu xì xiu thôi, chắc chắn á, con bé sẽ xem chị là đồ đáng ghét, xem chị là kẻ thù. Trong khoảng thời gian đó, chắc chắn con bé nó sẽ khủng bố chị. Khủng bố luôn hả? Phải. Cho dù là bạn thân có đối xử tốt với nhau đi nữa. Ủa mà quên nữa, con bé có cho chị coi răng cửa đã nhổ của nó chưa? Rồi, cho coi rồi á. Thôi chết. Như vậy á, là con bé đã xem chị là bạn thân thiết rồi đó. Em nghĩ tốt nhất á, chị nên tránh xa nó đi, kẻo mất công á, để lại hậu quả nghiêm trọng. Lúc đó không tốt đâu. Chị sẽ trở thành kẻ thù, trở thành đồ đáng ghét, và chị sẽ bị khủng bố. Nhưng mà sao em biết chuyện đó vậy? Bởi vì em là người đầu tiên được nó cho coi răng cửa đã nhổ của nó. Ra đi, ra nhanh đi, sao còn chưa chịu ra nữa? Ra đi, nhanh lên. Chạy được rồi, đi nhanh đi. Chị ơi, sao chị giật mình vậy? Ủa, chị sợ em hả? Hả? Sao tự nhiên chị sợ em chi vậy? Để đi nè, ra nhanh đi, riết rồi muốn ngồi lên đầu tôi luôn hả? Hả? Nhanh đi, nhanh đi. Bực thình luôn á. Nè, cái đồ đáng ghét, chị My đâu cố ý làm vậy đâu. Chị ơi, chị ơi. Hả? Giờ chị vô phòng em chơi nha. À, bây giờ chị phải đi hẹn với bạn chị rồi. Bữa sau ha. Chị đi hẹn với bạn chị hả? À. Ồ,
Vậy thì tối nay em sẽ qua nhà chị chơi. Tối nay em qua nhà chị chơi hả? Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ chị ở đây chị chơi với em luôn. Để em khỏi qua nhà chị. Tại chị sực nhớ ra là ngày mai chị mới hẹn bạn chị lận. Dạ. Vậy thôi bây giờ mình vô nha chị. Yêu. Chị ơi, chị thích ăn hạnh nhân không? Ừ, cũng thích. Chị chờ em xíu nha. Nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Cảm ơn em nha. Giòn ngon ghê luôn á. Nhưng mà Lam Chi ơi, tới giờ chị phải về đó. Về nha. Ờ khoan, chị chờ em xíu đi. Chị ăn thêm một viên hạnh nhân nữa được không? Tại vì em cũng muốn ăn thêm một viên sô-cô-la nữa. Nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Là nãy giờ hai cái kia chị mới vừa ăn là em cũng làm thao tác y như vậy hả? Dạ đúng rồi, tại vì em chỉ thích ăn sô-cô-la thôi, hạnh nhân không thích ăn. Sao em dơ quá vậy? Chị nói ai dơ? Em đó, nãy giờ chị có tưởng là em đưa cái đồ ăn mới là chị ăn không à. Em nghĩ sao mà em đổ vô miệng nhanh nước miếng em đưa cho ăn rồi. Tôi dơ hả? Dơ quá luôn á. Bạn bè với nhau mà dơ. Bạn là bạn nhưng mà em làm vậy là dơ quá, ai mà chịu nổi. Chị em đem cái đồ đáng ghét. Chị biết là không, tôi nhanh lên, tôi không muốn gặp chị nữa. Tôi không muốn gặp chị nữa. Đồ đáng ghét. Chị bị loại khỏi danh sách. Con nhỏ đó đáng ghét thiệt chứ. Này có đồ đáng ghét, sao chưa chịu về nữa? Ôi sao tự nhiên đây chi vậy? Em đi ra đi. Bè, tự ra mà đóng cửa đi. Ôi, dạ nè, con nhỏ kìa. Tôi đi vừa nhắm mắt, cho tôi không thấy gì hết á. Không thấy gì thiệt không? Thiệt. Vậy đóng cửa lại giùm tôi. Rồi đó, tôi đóng rồi nha. Chào cả nhà. Sau khi trở thành đồ đáng ghét của Lam Chi, tôi thực sự bị nó khủng bố đúng y như Quang đã nói trước đây. Đồ đáng ghét. Là Quang đã chỉ cho tôi hai cách để thoát khỏi những trò khủng bố của Lam Chi. Thứ nhất, không nên mặc áo có màu sắc sặc sỡ mang tính kích động. Làm vậy sẽ tránh được sự quan tâm của Lam Chi. Nè rồi đấy nhé, đi đâu đó? Cần gì mới nói? Em chào chị My. Nhỏ kia, mày cầm đồ của tao hả? Thứ hai, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt của Lam Chi. Vì nếu nhìn thẳng vào mắt nó, mình sẽ không nhúc nhích được và sẽ trở thành mục tiêu của nó. Nè, có đồ đáng ghét. Có đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Nhìn đâu vậy? Nhìn tôi nè. Đây nè. Mắt ở đây nè. Nếu như bị nó làm phân tâm thì nên đảo mắt hình số 8 để tránh mắt của nó. Đây nè, trời ơi, tôi đây nè. Đâu vậy? Vô vậy chân. À.
Chào chị. Ủa, Quang. Quang ơi, gặp em ở đây may quá. Chị có chuyện này, hỏi em chút được không? Chuyện gì vậy chị? Ngày xưa em đã từng thân với Lam Chi lắm đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nhưng mà sao em trở thành kẻ đáng ghét của nó vậy? À, chuyện đó thì... Sao ông cũng mới về? Ờ. Vui đi bạn. Đây là thằng bạn của con. Ủa ai đây con? Nó tên là Kỳ Quang. Về à? Về con chào ông. Ờ. Chào em. Em chào anh. Em của mình á. Ừ. Anh ơi, đàn của em nè. Wow. Vậy tại sao em lại trở thành đồ đáng ghét? Anh ơi, anh ăn xoài đi, ăn càng cay càng ngon. Cảm ơn em nha, anh không ăn cay đâu. Ồ, vậy hả? Ủa mà anh đi sao vậy? À, tại vì đang bị đau dạ dày. Anh nghĩ lúc này không thích hợp để ăn cay đâu. Vậy anh để em xíu nha. Cay quá. Anh ăn em. Em mới làm cái gì vậy? Chỉ cần dính miếng. Ngon ăn đi. À, anh nghĩ là món này nó không đạt chuẩn vệ sinh đâu. Anh nghĩ là anh không ăn đâu. Cảm ơn em nha. Cái đồ đáng ghét. Bị loại khỏi danh sách. Dạ tôi biết rồi. Dạ. Vậy ngày mai nhờ anh kêu người đến sửa sớm nha. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm. Ủa sao rồi cô Liễu? Bây giờ tối rồi, ngày mai người ta mới đến sửa được. Tối ngày mai mới sửa luôn hả cô? Còn tối nay sao cô? Đành chịu thôi, đâu có ai làm ngoài giờ cho mình đâu. Lực vậy sao ngủ nổi cô? Không mấy mình ra sân ngủ đi. Anh khùng hả? Ra sân ngủ rồi anh làm hiến máu nhân đạo cho mấy con mũi ngoài sân hả? Hay là tụi mình cùng kéo ra thuê khách sạn ngủ. Thôi vậy biết sao giờ. Liễu ơi. Liễu. Ai như ông Tài? Liễu ơi. Sao ạ? Ủa ông ai như ông sao Tài vậy? Sao không gọi điện trước mà đến vậy? Dạ con chào bác. Ủa chào bác. Chào bác. Bác ngồi đi bác. Ủa không không cứ ngồi cứ ngồi. Ủa sao mà nhà tối thui vậy hả? Nhà mới bị hư điện, ngày mai họ mới đến sửa được. Ông ngồi đi. Thôi thôi được rồi. Trời đất ơi, vô cúp điện mà ngủ không có quạt máy sao ngủ được. Bởi vậy tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tụi tôi định kéo nhau ra khách sạn ngủ một đêm đó. Ôi khách sạn hả? Không được, tốn tiền lắm. Không mấy về đi, tới nhà tôi. Hả? Nhà ông? Ừ. Thôi đi, một mình tôi đã thấy ngại rồi. Đằng này tới 5 người lận đó. Ôi, có cái gì đâu. Một đêm thôi mà, cứ tới nhà tôi hả? Vô đây, vô đây. Con chào ông. Cứ tự nhiên không có khách sáo nha. Người tới rồi. Ừ. Ủa Liễu vô đây. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Trời ơi ngưỡng ngang. Làm gì? Chị hổn con. Thật ngại quá à. Trễ rồi mà còn làm phiền mọi người nữa. Dạ có gì đâu cô, người trong nhà không. Ừ đúng rồi đó. Bà cứ coi như là nhà của bà được rồi ha. Bà, vậy tối nay nhà mình ngủ sao đây? Em ngủ gì cũng khỏi. Hả? Đương nhiên là anh với em ngủ chung. Ba cô Liễu ngủ chung. Tầm bị tầm bạ không. Thiệt tình. Bây giờ con ngon thì tùy con tính thôi. Con tính vậy nha. Tối nay anh Ngọc qua phòng ba ngủ, cô Liễu ngủ với con. Vậy được ba? Được đó. Không được, không được. Bà Liễu sẽ ngủ với con. Ôi, làm như thân với bà lắm chứ đó. Thì đúng rồi, con với bà thân thiết lắm nè. Đúng không bà? Phải đó. Tối nay á bà qua ngủ ké phòng con nha. Khách sạn phòng Lam Chi xin được hân hạnh phục vụ. Dạ vậy còn chị My với chị Mai tối nay hai chị ngủ ở phòng quần áo với em nha. Chắc phải như vậy rồi. Dạ. Làm phiền em nha. Dạ không có gì đâu nha. À, đại gia đình ơi, à, cho con hỏi còn đàn ông như con thì ngủ ở đâu ạ? À còn quên nữa, anh Julien nữa hả? Em với lại Julien tối nay ngủ bên phòng thằng Nguyên nha. Nguyên, con dẫn hai anh lên lầu nha. Anh ở phòng em. Rồi thì vậy đi ha. Rồi xong rồi đó. Yeah. Cô con đây. Bà ơi, phải chi ngày nào bà cũng chơi với con thì vui biết mấy bà ha. Ủa sao vậy? Tại con rất thích chơi với bà. Vì bà là một người
xinh đẹp, nhân hậu, chơi với bà con thấy cuộc sống này càng ý nghĩa thêm. Con nói đúng rồi đó, bà cũng rất là thích chơi với con. Biết đâu được sau này chúng ta sẽ là người cùng chung một nhà đó. Thiệt hả bà? Vậy bây giờ chúng ta chính thức làm bạn tốt nha. Làm bạn tốt của nhau hả? Được, bạn tốt nha. Dạ. Ý con là không phải bạn tốt thường mà là bạn tốt thân. Bạn tốt thân là sao? Bà chờ con xíu nha. Ờ. Cái này á chỉ có bạn tốt thân mới được thấy thôi đó nha. Cái gì vậy? Cho bà coi đi. Bà xe tới đây. Được. Gì mà y bí ẩn dữ vậy? Bà coi nha. Dạ. Thứ này chỉ có bạn tốt thân mới được thấy thôi đó nha. Bà biết rồi. Bà mở ra nha. Dạ. Đây không phải là cái răng sao hả? Dạ đúng rồi. Răng của con mới nhỏ năm ngoái á. Giờ con mọc răng mới rồi. Ôi trời ơi, con giữ cái răng này lại làm gì vậy? Bà không thấy nó đẹp sao? Đẹp cái gì mà đẹp? Chỉ là cái răng thôi mà. Bà ơi, bà ăn hạnh nhân không bà? Còn có hạnh nhân hả? Có, dạ. Bà muốn ăn, lấy cho bà đi. Nè, bà ăn đi bà. Cảm ơn làm chị dễ thương của bà. Công nhận nha, hạnh nhân của con á ngon hơn hạnh nhân bình thường đó. Thiệt hả bà? Ừ. Rồi, bà ăn nữa không bà? Còn nữa hả? Làm thì sẽ có thôi mà. Con nói cứ như là con tự làm ra vậy. Nè, con đang làm gì vậy? Bà lỡ con hiếu nè. Còn dính miếng nè. Bà ăn đi bà. Hạnh nhân mà con đưa cho bà ăn là cái, mấy cái hạnh nhân mà con làm theo kiểu này đó hả? Dạ đúng rồi. Mình là bạn bè mà bà. Có gì đâu. Dơ quá. Ôi, cái con nhỏ này, con làm cái gì kỳ vậy hả? Bà nói con dơ hả? Phải đó, dơ quá trời dơ luôn à. Bạn tốt thân với nhau mà dơ hả? Tốt thì tốt chứ, dơ quá trời quá đất đi. Bà đúng là cái đồ đáng ghét. Con vừa nói ai đáng ghét hả? Lớn sao hả? Sao bà dám giéo con hả? Bà nghĩ bà là ai? Còn dám lớn tiếng với bà nữa hả? Lớn tiếng thì sao, thì sao? Trời ơi, cái con nhỏ này đã làm sai mà còn dám hổn với người lớn sao? Nè, còn dám ăn sô-cô-la, nhả hạnh nhân ra cho bà ăn mà còn không dơ hả? Không thể dơ. Được, không dơ phải không? Không dơ. Để bà làm cho con ăn. Bà đang làm cái gì ạ? Lúc nãy con nói là không dơ mà. Để bà làm cho con ăn. Nè, rồi đó, ăn đi. Không. Con ăn đi. Dơ vậy, ngu sao ăn? Con vừa nói là không dơ mà. Hả? Ăn đi. Không. Con chỉ nói là nút miếng của con không có dơ thôi. Chứ con đâu có nói là nút miếng bà không dơ đâu. Bà cũng nói là nút miếng của bà rất là sạch, không dơ. Con ăn đi, ăn đi. Bà đúng là cái đồ đáng ghét. Chà sao sẽ nhất trên đời. Được, còn đó, con cũng là cái đồ xấu xí nhất trên đời. Đúng là đồ đáng ghét mà. Bà đúng là cái đồ xấu xí vừa đáng ghét. Con cũng là đồ xấu xí đáng ghét nhất trên đời. Bà mau đi ra ngoài. Bước ra ngoài. Cái gì? Con đuổi bà hả? Lấy tư cách gì mà đuổi? Bà được mời vào đây mà. Nhưng mà bây giờ con muốn bà đi ra ngoài. Bộ con tưởng là chỉ mình con biết la sao? Hả? Bà cũng biết la vậy?